Tình Nhu, Tình Nhu, sếp của cô chút nữa tới tìm cô đó. Mau tỉnh dậy đi Tình Nhu. Tỉnh dậy đi, mau tỉnh dậy. Khổng Song Song tới rồi. Công Công, ông vẫn chưa chết hả? Cô nói ai là Công Công? Cô mới là Công Công đó. Cả nhà cô ai cũng là Công Công hết. Đứng lên đi, Khổng Song Song tới rồi. Mau đứng dậy đi, cho tôi ngủ thêm một phút nữa thôi. Tôi mặc kệ cô. Chị Song Song, Doãn Tình Nhu, vậy mà cô dám làm biến, cô đứng dậy cho tôi. Suốt ngày chỉ giỏi trốn việc, coi tôi trị cô. Chị Song Song, ăn cơm thôi, chừa tôi một phần đi. Cũng không hiểu sao tổ kịch lại chọn tìm cho tôi một trợ lý như cô. Xem ra phải đặt ra một số quy định cho cô rồi. Nghe đây. Thứ nhất, chỉ cần cô có mặt ở phim trường thì cô phải ở bên cạnh tôi từ lúc ăn cơm và đi vệ sinh. Thứ hai, không được làm biến, không được ngủ, không được ăn giặt. Thứ ba, bla 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 bla. Đã nhớ kỹ chưa? Nhắc lại cho tôi nghe thử. Thì là... Không phải nói đã nhớ rồi sao? Song Song, đạo diễn tìm cô. Biết rồi. Chút nữa tôi sẽ tính sổ với cô. Có phải cô mới làm trò khỉ sau lưng tôi đúng không? Không có, tuyệt đối không có. Tôi không làm gì hết. Có cho cô cũng không dám. Cầm ghế mang qua đó cho tôi. Chàng đừng nhìn tiếp như vậy. Cắt. Đi đi, đi chỗ khác đi. Phối hợp một chút. Nhanh lên. Diễn lại, thật ngại quá đạo diễn. Chúng ta diễn lại đi. Doãn Tình Như, hồi nãy cô cố tình đúng không? Nước. Thiệt là. Rót. Rót cho tôi. Doãn Tình Nhu, cô cố tình đúng không? Rót nước nóng cho tôi. Tôi muốn rửa mặt mà. Làm gì vậy? Yên lặng chút đi. Đạo diễn, tôi xin lỗi. Điện thoại. Doãn Tình Nhu, cô chụp cái gì vậy? Tôi muốn chụp là cái gì? Cái tôi muốn là chụp kiểu nghiêng nước nghiêng thành. Cô chụp tôi như vậy còn dám đăng lên mạng sao? Tôi xin lỗi chị Song Song, tôi không biết chụp hình cho lắm, thật ngại quá. Rõ ràng là lười biếng mà. Thôi bỏ đi. Để tôi nhờ thợ chụp hình trong đoàn chụp giùm mấy tấm. Mấy tấm này không đăng lên nữa. Sau này phối hợp một chút. Hình dung ra cái gì là người đẹp cổ đại nghiêng nước nghiêng thành chưa? Rớt rồi cũng không biết lượm lên nữa. Cẩn thận một chút chứ. Đúng đúng, chính xác chính xác. Có biết bao diễn viên đều muốn được đóng phim của anh. Cho dù kêu họ thụt xì vào, bọn họ cũng vui vẻ làm mà. Làm trong hứng thú. Đạo diễn Trương, anh yên tâm, chuyện này cứ để tôi lo. Dạ được rồi, cảm ơn đạo diễn, cảm ơn. Tạm biệt đạo diễn, tạm biệt. Chị Song Song, thấy ghét, bộ tôi già lắm sao? Ai dám nói chị Song Song già chứ? Song Song ở trong lòng của tôi là một người rất khí chất, một người xinh đẹp, một người trẻ trung, có đúng không? Đoạn phim này chỉ có mình anh dẻo miệng thôi. Anh nói đi, đã đợi nửa ngày rồi, tôi đói bụng rồi đó. Đạo diễn Mạnh, trong xe anh có gì để ăn không? Muốn ăn hả? Người khác thì không có, nhưng với Song Song thì phải có chứ. Đúng rồi, chỗ tôi có đồ ăn ngon lắm. Vậy thì tôi không khách sáo đâu. Tuyệt đối đừng khách sáo với tôi. Đi thôi, đi. Bên này. Ừ.
Mình chỉ có hai tay, cái gì cũng bắt mình làm. Có tiền thì mướn thêm một trợ lý nữa đi. Tôi đâu phải là mèo máy đâu, muốn cái gì thì có cái đó. Chị Song Song, muốn chết hả? Ghét quá. Cô đó dám nói xấu sau lưng người ta. Khổng Song Song đó đúng là ăn hiếp cô quá. Cô nên biết ở đâu có áp lực thì ở đó có phản kháng. Nếu cô sống trong thời cổ đại, chắc cô ngọc nát xương tan từ lâu rồi. Tôi chỉ biết phản kháng càng mạnh, áp lực càng lớn. Tôi không muốn chết nhanh như vậy đâu. Tôi không thèm nói với cô nữa. Cô cứ làm tiểu nha đầu của ta đi. Sớm muộn sẽ có một ngày Khổng Song Song sẽ giày vò cô tới chết. A Quảng, anh chính là mèo máy của tôi. Anh chính là thiên sứ do Như Lai Phật Tổ phái xuống cho tôi. Có chút hiểu biết được không vậy? Như Lai và mèo máy không phải ở chung một nhà. Cứ mặc kệ đi, quên nó đi. Chỉ cần sửa xong là tốt rồi. Cô mau đi tìm nữ dương đại nhân của cô về đi. Tôi phải giảm phấn lại cho cô ta. Yes sir. Tôi đi nha. Alo, chị Song Song. Phó đạo diễn đang tìm chị đó. Tôi không được khỏe. Cô xin phép đạo diễn cho tôi. Alo. Mệt thiệt, người ta còn chưa nói xong. Khổng Song Song. Khổng Song Song đâu? Chị Song Song bị đau bụng vào nhà vệ sinh rồi. Sao các cô nhiều chuyện quá vậy? Tôi tới rồi. Thì không hiểu nổi. Đoàn phim này tự nhiên lại nghèo dữ vậy. Tôi đường đường là thợ make up, còn bị đóng vai quần chúng. Đạo diễn nói ngày mai tôi phải đóng một cảnh trong gia thái giám. Kêu tôi thử mặc đồ này coi có hợp không. Không hợp thì bắt tôi phải sửa lại. Của một đồng công một lượng, cô coi gọi là gì chứ. Hai chúng ta đúng là đồng bệnh tương lân. Không biết Khổng đại tiểu thư này đã đi đâu rồi nữa. Cũng không nghe điện thoại, đạo diễn sắp chửi tôi chết rồi nè. Đã mấy giờ rồi, nói không chừng về khách sạn từ lâu rồi. Hai chúng ta về sớm cho rồi. Không được đâu, để tôi đi xung quanh tìm cô ấy. Nếu như bị Khổng đại tiểu thư biết tôi bỏ cô ấy đi một mình, không chừng cô ấy lại đánh tôi bầm dập luôn đó. Thôi được, vậy cô mau dọn dẹp chút nữa tôi sẽ tới tìm cô. Thì sao, A Quảng, anh tốt thiệt đó. Dọn nhanh lên đi. Anh có nghe nói anh mặc đồ này nhìn giống thái giám lắm đó. Phiền muốn chết. Đồ đạc bỏ lại hết. Anh định mang theo sao? Đồ của Khổng Song Song còn ở đây, ai dám lấy? Tôi đâu phải là Khổng Song Song. Đồ trang điểm mắc lắm đó. Đoàn phim thì keo kiệt, 100 đồng cũng không đưa cho tôi. Có bực hay không? Được thôi, thấy anh tội quá. Đi thôi. Khổng Song Song. Chị Song Song. Đạo diễn Mạnh, tôi nghe nói anh đang tìm nữ thứ 9 cho phim của đạo diễn Trương, có đúng không? Hay nha. Tin tức của cô cũng nhạy ghê. Sao hả? Có lịch trình nào không? Chuyện của đạo diễn Mạnh anh cũng đã nói rồi. Tôi bận lịch trình hay không còn không phải coi anh nữa sao? Cô đề cao tôi quá rồi. Tôi cho rằng vai nữ chính phù hợp với cô hơn. Anh nghĩ cô ta đi đâu được chứ? Người gì phiền quá. Bên kia sao lại có một chiếc xe? Qua đó coi thử. Đạo diễn Mạnh, quả thật tôi cũng cảm thấy con người anh khá tốt. Tôi cũng rất thích anh. Đạo diễn Mạnh, sao cô không chịu nói sớm hoặc ra tín hiệu cho tôi chứ? Hại tôi không dám theo đuổi cô luôn. Vậy đi, sau này đừng gọi tôi là đạo diễn Mạnh nữa. Cứ gọi tôi là Tiểu Giang. Tiểu Giang. Vậy tôi gọi anh là Giang Giang nha. Giang Giang nghe dễ thương. Giang Giang, được đó, cứ gọi là Giang Giang đi. Vậy anh đừng quên những gì hồi nãy anh nói với tôi nha. Chút nữa đợi anh làm xong gì tôi sẽ qua gặp anh. Không thành vấn đề, cô yên tâm. Chuyện này cứ để cho tôi lo. Dạ. Mắt ói. Nha đầu chết tiệt này.
gọi nãy giờ cũng không chịu nghe điện thoại nữa. Tắt đi, tắt đi. Nhà đầu chết tiệt, dám tắt điện thoại của mình, muốn phản rồi mà. Có gì đâu bực mình. Dù gì cũng trễ rồi, nào uống với tôi vài ly. Được thôi, chúc hai ta hợp tác vui vẻ. Cạn ly. Đi mau. Nhanh lên, qua đây. Nhìn anh chẳng ra làm sao hết. Cô chẳng có lương tâm chút nào hết. Chuyện này không phải tại cô hết sao? Khổng Song Song không chịu đi, sao chúng ta đi được? Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Nếu sau này tôi trở thành diễn viên nổi tiếng, tôi sẽ mướn anh làm chuyên gia trang điểm của tôi, chịu chưa? Thôi bớt đi, đợi cô chắc tôi chết đói quá. Hay là chúng ta đi nhanh lên, coi có lối nào khác không? Cẩn thận. Sao ngu quá vậy? Đi nhanh lên. Qua đây. Đừng đụng lung tung. Mẹ cô không dạy cô không được đụng vào đồ của người khác sao? A Quảng, anh coi có phải tụi mình đang tìm thấy báu vật rồi đúng không? Đây là gì vậy? Có khi nào là viên đá gọi thần long hay không? Mau lấy xem, nói không chừng sẽ tìm thấy 6 viên đá khác nữa đó. Đừng có tào lao quá. Anh nghĩ nếu chúng ta tìm được kho báu thiệt, vậy thì tôi lập tức nghĩ làm liền, không phải nhìn sắc mặt của Khổng Song Song mà sống nữa. A Quảng, nhìn nè. A Quảng, nhìn thử cái này là cái gì? Đẹp quá đi. Tôi không biết. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tình Nhu, chẳng lẽ có 7 viên ngọc rồng thật sao? Vậy viên thứ 7 nằm ở đâu? Cô khùng rồi hả? Viên ở trong tay cô nè. Đúng rồi ha. Trời đất ơi, không lẽ gọi được thần long lên hay sao? Tôi không thích loại bò sát đâu. Đừng sợ, đừng sợ. Không phải nói là 7 viên ngọc rồng có thể gọi thần long lên giúp thực hiện điều ước hay sao? Anh mau nghĩ điều mà anh muốn đi. Điều tôi muốn. Tôi không nghĩ ra, hay là cô nói điều ước của cô đi. Điều ước của tôi muốn mình trở thành ngôi sao nổi tiếng hơn cả Khổng Song Song luôn. Cứu tôi với. Dương gia. Hai người ở tổ nào vậy? Đừng trơ mắt ra nhìn nữa, tới giúp tôi đi. Tiểu tướng quân, bây giờ tính sao? Hay là chúng ta phái người đi tìm Độc Cô tiên sinh về đây? Gián đã đóng thuyền, cho dù tìm được sợ là cũng chẳng còn kịp. Hơn nữa, nếu để ngươi tìm thấy thì không còn là Độc Cô Nguyên rồi. Dương gia, đã canh mấy rồi?
Dương gia không cần đi nữa. Hồi nãy thám tử hồi báo, đại dương gia chiến đấu đơn độc, bị quân địch dây chặt, đã tử trận rồi. Tại sao ngươi không đi báo tin? Dương gia bị thương, chúng tôi đành phải đưa ngài trở về trước. Khốn kiếp, không phải ta từng nói dù có chết cũng phải cứu đại ca ta mà? Dương gia bớt giận, từ đây đi Mang Sơn ít nhất cũng phải mất 3 ngày đường. Dựa vào thời gian thám tử hồi báo về, cho dù chúng ta có tới đó sợ là cũng không giúp được gì. Cũng tại ta, nếu như ta sớm phát hiện ra âm mưu của nhị ca, Dương gia, chuyện này không thể trách ngài được. Nhị Dương gia tâm sâu như biển, trong phủ nhiều mật thám, ngay cả hoàng thượng và hoàng hậu cũng bị che mắt. Lần này nếu không phải ngài vô tình bắt gặp, thì không thể điều tra ra ngài ấy tư thông với giặc, lập mưu hãm hại đại Dương gia. Kẻ làm ta bị thương đâu rồi? Ở ngoài phòng khách, ngự y nói cô ấy bị thương rất nặng, chưa biết khi nào sẽ tỉnh. Dương gia, đại Dương gia băng hà, hoàng hậu và hoàng thượng rất đau buồn, lúc này chúng ta nên vào cung thì hơn. Đúng. Lý Chương, ngươi ở lại đây, một khi kẻ đó tỉnh lại lập tức hồi báo. Rõ. Doãn Hạo, theo ta vào cung. Dạ. Nhi thần tham kiến phụ hoàng mẫu hậu, mong phụ hoàng mẫu hậu nén đau thương. Kỳ Nhi, đại ca con đã, phụ hoàng yên tâm, hài nhi nhất định không để cho đại ca chết không minh bạch như vậy đâu. Sẽ có một ngày nhi thần sẽ trả thù cho đại ca. Tam đệ nói rất đúng, Mang Sơn quốc khinh triều đình ta không có tướng tài. Nhi thần nguyện đích thân ra trận, trả thù rửa hận cho đại ca. Tuyệt đối không được. Ly Nhi đã mất rồi, hai con không đứa nào được phép nhắc tới chuyện ra trận giết địch với ta nữa. Nếu không là cố ý chống đối ta. Thật không ngờ nhị ca lại ra tay độc ác như vậy. Vì tranh ngôi vị mà không màng tình huynh đệ. Nếu không phải thấy phụ hoàng và mẫu hậu quá đau buồn nên mới không nỡ nói ra sự thật. Lần này ta nhất định không tha cho huynh ấy đâu. Dương gia, giả tâm của nhị Dương gia càng lúc càng lớn. Bây giờ là đại Dương gia, thật khó người tiếp theo không phải là ngài. Chúng ta nên chuẩn bị đề phòng trước thì hơn. Ta chưa từng có ý định tranh đoạt ngôi vị. Chắc trong lòng nhị ca biết rõ, nhưng sự tồn tại của ngài lại là một sự uy hiếp đối với nhị Dương gia. Hay là cái gì? Thần nghi ngờ lần này Dương gia bị thương không phải là tai nạn. Vừa rồi kẻ đó đã tỉnh rồi đúng không? Vẫn chưa. Có điều thuộc hạ đã tra hỏi đồng bọn của cô ta rồi. Ban đầu còn nói những câu không đầu không đuôi. Gì mà đoàn phim, đạo diễn, còn nói chúng ta đều là giả. Chẳng lẽ hắn bị điên? Chỉ giả bộ điên thôi. Thần chỉ cho người đánh hắn vài roi là hắn khai ra hết. Hắn khai ra những gì? Hắn nói hắn và tiểu thư nhà hắn đang du sơn ngoạn thủy, nửa đường bị sơn tặc chặn cướp. Sơn tặc nổi cơn háo sắc, tiểu thư nhà hắn không phục, liền nhảy từ sườn núi xuống. Hắn cũng nhảy theo luôn. Vậy theo ý ngươi, những lời hắn nói có thật không? Thần cũng không biết. Nhưng mà nhìn điệu bộ của hắn, đúng là sợ chết khiếp. Chắc là hắn không có nói dối chúng ta. Vậy đành phải đợi cô ta tỉnh dậy rồi mới hỏi tiếp. Khởi bẩm Dương gia, cô ấy tỉnh rồi. Cô nương, mau tỉnh dậy đi. Sao nằm mơ cũng thấy đóng phim vậy? Cô nương.
A Quảng, Khổng Song Song tới là tôi không ngủ được đâu. Cô nương mau tỉnh lại đi, cô phiền quá đi. To gan, nói mau, ai phái cô tới hành thích Dương gia? Đẹp trai quá đi. Được lợi mà không lấy là ngu. Cảnh này sao chuyển nhanh quá vậy? Sau khi hôn xong thì phải vô động phòng chứ ta. Doãn Tình Nhu, trong mơ mà cô cũng tự ngược đãi quá đi. Nói, cô là nhân sĩ phương nào, kẻ nào phái cô tới thích sát Lăng Kỳ Dương? Lúc quay phim, nhắc tuồng cho Khổng Song Song đâu có đoạn này đâu ta. Chẳng lẽ đạo diễn lại thêm cảnh nữa rồi? Doãn Tình Nhu, cô cũng kính nghiệp quá rồi đó. Ngay cả nằm mơ cũng toàn là công việc. Không chịu nói. Được, người đâu? Dẫn tên kia ra đây. Dạ. A Quảng, Tình Nhu, cô tỉnh rồi. Tôi tưởng cô chết rồi chứ. Nói bậy, anh nói cái gì vậy? Anh chết thì có. Anh lại mặc bộ đồ thái giám nữa rồi. Đừng nói nữa, đây là việc thật, không phải quay phim đâu. Thật gì chứ? Không phải quay phim thì đang làm gì? Đúng rồi, là đang nằm mơ. A Quảng, thành thật xin lỗi anh. Anh coi, tôi nằm mơ cũng không thể cho anh một giai đàng hoàng nữa. Chút nữa tôi mời anh ăn một bữa, anh chịu không? Nói, có phải tại Diên Thần phái ngươi đến không? Hỏi chuyện mà hung dữ như vậy, thêm chữ cho hỏi thì chết sao? Bình thường bị mấy diễn viên nổi tiếng các người ăn hiếp thì thôi, nhưng hôm nay trong giấc mơ tôi phải làm chủ, tôi không nói đó. Nói, có phải không? Muốn hù ai hả? Cây kiếm giả này tôi thấy nhiều rồi. Tôi nói cho anh biết, bà cô này sẽ không chịu. Máu, Tình Nhu. Tình Nhu, Tình Nhu, Tình Nhu. A Quảng, gặp được anh thì tốt rồi. Tôi mới mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Tôi mơ thấy có người cầm kiếm đâm tôi, nhưng mà tôi kiên trinh bất khuất. Sau đó cô đã làm chính mình bị thương luôn. Sao anh biết hay vậy? Không phải nói nằm mơ sẽ không thấy đau sao? Sao tôi lại có cảm giác rất đau? Nói không chừng hai ta cùng mơ một giấc mơ. Bây giờ cô đã hiểu rồi chứ gì? Những chuyện lúc nãy không phải là mơ. Không phải mơ. Vậy là thật sao? Vậy tôi phải đi tìm chủ nhiệm sản xuất chứ. Đây gọi là tai nạn nghề nghiệp rồi. Cô nhìn xung quanh trước đi. Quần áo tôi đâu rồi? Quần áo tôi đâu? A Quảng, đã bị mấy cô nha hoàn thay rồi, giờ cô mới phát hiện sao? Ngu thiệt mà. Vậy bây giờ chúng ta đang ở đâu? Tình Nhu, nghe cho rõ, tuyệt đối phải bình tĩnh. Chuyện hồi nãy không phải là mơ, càng không phải đang quay phim. Chúng ta đang ở Dương Phủ thiệt đó. Dương Phủ. Không đúng, để tôi nhớ lại đã. Theo như những gì anh nói, thực ra là như vậy. Tôi nghĩ những người tôi gặp lúc nãy đều không phải là người trong đoàn phim của chúng ta. Với lại tôi cũng không thấy đạo diễn, cũng không thấy Khổng Song Song. Khổng Song Song cái gì? Tốt nhất cô nên nghĩ cho bản thân mình trước đi. Tình Nhu, cô vẫn chưa phát hiện ra sao? Có lẽ bây giờ chúng ta hình như chạy không thoát, bị xuyên thông mất rồi. Tôi không tin, nhỏ tiếng một chút, tôi muốn về nhà. Sao anh chẳng lo lắng một chút nào hết vậy? Lo lắng thì có tác dụng gì? Không thoát đâu. Chúng ta bị mắc kẹt ở đây rồi. Không được, không được, không thể nào. Mở cửa. Các người mở cửa ra. Mau mở cửa.
Nếu anh nhốt tôi ở đây, tôi sẽ kiện anh tội bắt cóc. Mở cửa ra. Mở cửa. Mở cửa ra. Dương gia, hồi nãy nghe bọn chúng nói hình như không liên quan gì tới nhị Dương gia. Nhưng mà bọn chúng nói là Xuyên Không tới đây. Xuyên Không? Ngươi hiểu ý Xuyên Không là gì không? Có khi nào là ám ngữ của bọn chúng không? Không phải bọn chúng muốn về nhà hay sao? Thả bọn chúng ra đi. Mở cửa. Mở cửa ra. Các người làm vậy là bắt cóc phi pháp đó. Các người có biết không hả? Mở cửa ra. Đã nói là thời cổ đại rồi, cô đừng phí sức nữa. A Quảng, tôi muốn về nhà. Tôi muốn về nhà. Tôi cũng muốn về nhà. Có điều hôm nay lúc bọn họ ra hỏi tôi, đột nhiên tôi nhớ lại giai đoạn trước đây. Trong cảnh quay khi Khổng Song Song bị bọn thổ phỉ cướp đi, định tự tử thì có người tới cứu cô ấy. Tôi giữ nguyên bản chính không thay đổi gì hết. Tôi cảm thấy tôi kể cũng khá chân thật, nghe cũng cảm động. Có lẽ bọn họ sẽ tin tôi. Bọn họ chịu tin không? Tôi mặc kệ. A Quảng, tôi muốn về nhà, không muốn ở lại đây nữa đâu. Tôi cảm thấy việc cấp bách trước mắt chính là nghĩ cách rời khỏi chỗ này. Ăn cơm thôi. Anh làm cái gì vậy? Đi thôi. Không có ai hết, mau chạy thôi. Dương gia, bây giờ tính sao? Mệt muốn chết, chân tôi sắp rụng luôn rồi. Bây giờ có người kề kiếm lên cổ tôi cũng không đi nổi đâu. Anh gắn thiết bị GPS trên người chúng tôi sao? Mới đó đã bị anh bắt được rồi. Dương gia, nên giải quyết thế nào? Vị hoàng tử này, bối lạc, thiếu gia, tôi với anh không thù không oán. Tại sao anh không chịu tha cho tôi chứ? Hơn nữa, chúng tôi vừa nhìn là biết không có tiền. Tôi cũng chẳng xinh đẹp gì. Anh giết tôi cũng chẳng có chút thành tựu gì hết. Dẫn về. Rõ. Làm cái gì vậy? Đi mau. Anh muốn làm gì nói đi, được không hả? Lăng Kỳ Dương phủ. Dương gia, ngài cố ý thả Doãn Tình Nhu kia ra, cô ấy cũng không đi tìm nhị Dương gia. Vậy chứng tỏ là cô ấy và tên A Quảng kia không phải là người của nhị Dương gia. Theo thần thấy, chi bằng ra tay giết bọn họ đi, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Doãn Hạo, từ khi nào ngươi trở thành kẻ giết người chuyên nghiệp rồi vậy? Nếu không giết thì thả bọn họ đi cho rồi. Bọn họ cũng ở đây nhiều ngày rồi, chắc người nhà cũng rất lo lắng. Thả. Trước khi ta chưa nghĩ ra cách gì để tính sổ với cô ta, không cho phép cô ta bước ra khỏi nhà nửa bước. Tục ngữ nói, chuyện gì tới sẽ tới. Cô xem tôi tới đây mấy ngày rồi, đã thích ứng được với nơi này. Cô đó phải học hỏi tinh thần kiên cường đánh không chết của tôi đi. Hơn nữa tôi cảm thấy tên mặt lạnh đó cũng không muốn làm hại chúng ta đâu. Bắt giữ mấy ngày nay rồi, được ăn được uống được hầu hạ, ngoài việc không cho ra ngoài, những cái khác cái gì cũng tốt. Còn nói cái gì cũng tốt hả? Anh đã biến thành thái giám rồi. Đó không phải gì để bọn họ tin chúng ta cũng là người cổ đại sao? Với lại tôi cảm thấy làm thái giám có gì mà không tốt.
Bây giờ trên dưới trong phủ, dù là động vật cũng không thể không đối xử tốt với tôi. Cũng may lúc đó tôi rớt xuống, trong túi vẫn còn hộp trang điểm. Đồ để lão nương kiếm tiền vẫn còn dư lại một ít. Chỉ có điều, trước khi đến thì cái túi trang điểm không thấy đâu hết. Nó mắc lắm đó. Còn lão nương gì trời? Anh suy nghĩ quá thoáng rồi đó. Chứ không thì biết làm sao, mỗi ngày đều giống như cô, mặt nhăn mày nhó, thì chúng ta sẽ về được nhà sao? Mấy ngày hôm nay tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Chúng ta xuyên không tới đây, chắc chắn là vì cái thứ giống như đĩa bay vậy đó. Vì vậy, chúng ta chỉ cần tìm thấy món đồ đó thì chắc chắn sẽ xuyên không quay trở lại. Nói nghe dễ lắm, nhưng chúng ta tìm nó bằng cách nào? Dùng bản đồ hướng dẫn hay là định vị vệ tinh? Vậy chúng ta cũng không thể suốt ngày ở đây được. Với lại, ai biết tên mặt lạnh đó muốn làm gì? Cô nghĩ, có khi nào là vì cô vô lễ với anh ta, cho nên anh ta đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng, đã yêu cô rồi. Ăn nói bậy bạ, ai vô lễ với anh ta chứ? Tại Diên Kỳ đáng ghét kia, trả nụ hôn đầu cho lão nương. Tiểu thư, cô dậy rồi. Bây giờ là mấy giờ? Mấy giờ rồi? Ta muốn hỏi bây giờ là canh mấy rồi? Sắp qua giờ Mão rồi. Giờ Mão vậy là mấy giờ? Thôi bỏ đi. Đúng rồi, cô là ai? Tiểu thư lại quên nữa rồi. Muội là nha đầu do Dương gia phái tới để hầu hạ cô. Muội tên là Hỷ Nhi, sau này muội sẽ tới hầu hạ cho cô. Thôi khỏi, tôi tự làm được rồi. Còn nữa, sau này cô đừng có kêu tôi là tiểu thư gì hết. Kêu tôi là Tình Nhu hoặc chị Tình Nhu cũng được. Tiểu thư Hỷ Nhi có chỗ nào không phải cô cứ đánh cứ chửi. Cô làm gì vậy, mau đứng lên đi. Cô rất tốt, tôi đâu nói là cô có gì không tốt đâu. Vậy tại sao tiểu thư lại không cho muội hầu hạ người, còn gọi thẳng tên của người nữa, đó là đại bất kính đó. Được rồi, tôi biết rồi. Lúc trước ở nhà tôi quen như vậy rồi. Tùy cô vậy. Tiểu thư, mời ăn cháo. Xem ra A Quảng nói rất đúng, ở Dương Phủ cũng không có gì không tốt. Dương Phủ đương nhiên là tốt rồi, hơn nữa tiểu thư lại là người mà Dương gia chỉ đích danh muốn người ở lại. Người ở trong phủ ai cũng bàn tán chuyện này, nói tiểu thư rốt cuộc có quan hệ gì với Dương gia. Tiểu thư, mấy hôm nay cô ở trong phòng suốt, có muốn Hỷ Nhi dẫn cô ra ngoài chơi không? Cũng đúng ha, mấy hôm nay ta chẳng đi đâu chơi hết. Còn nữa, tên A Quảng kia không biết chết ở chỗ nào rồi. Quảng công công, ngài ấy bây giờ là người nổi tiếng nhất Dương Phủ. Ngài ấy có một cái túi giống như thần tiên vậy, tùy tiện lấy một món trong đó ra, có thể từ bà lão đến nha hoàn của Dương Phủ, ai nấy cũng xinh đẹp. Ngài ấy còn chải đầu rất đẹp nữa. Hôm nay còn được phu nhân của binh bộ Dương đại nhân mời đi chải đầu đó. Tên A Quảng này cũng được chứ bộ. Được rồi, hai chúng ta ra ngoài dạo đi. Đi thôi. Tiểu thư, người nhìn đi, đẹp không? Cô qua đây đi. Ta thấy cô chơi một mình cũng vui rồi. Cô cứ tự chơi luôn đi. Cái này cũng dám gọi là hoa viên, còn không rộng bằng công viên ở khu nhà mình nữa. Xem ra vị Dương gia này cũng không có nhiều tiền lắm. Mùi gì vậy ta? Hương vị ngọt ngào. Dù sao cũng không ai ở đây, cũng không biết ta ăn dụng nó. Hỗn xược bỏ xuống cho ta. Ngươi là ai, dám ăn dụng đồ của bổn tiểu thư? Chẳng qua ta nhìn chút thôi mà. Trên bánh cũng đâu có ghi cấm người khác đụng vào. Cô, như ý, giả miệng cho ta. Ngươi, con người cô sao lại như vậy? Nói chưa dứt câu đã đánh người ta rồi.
Ngươi đúng là vô pháp vô thiên mà. Nói, ngươi là nha hoàn của ai? Hôm nay ta phải dạy dỗ ngươi thay cho chủ tử của ngươi. Như ý. Dạ, cô. Dừng tay. Biểu ca, huynh đến thật đúng lúc. Hạ nhân trong phủ của huynh càng ngày càng vô phép, dám ăn dụng điểm tâm mà chính tay muội làm cho huynh. Muội muốn phạt cô ta dám phản kháng lại. Tiêu rồi. Cô ta gọi Tạ Diên Kỳ là biểu ca, vậy chắc cô ta là công chúa rồi. Chết rồi, lần này gặp quả rồi. Ai nói ta ăn dụng hả? Nhìn đi, bánh của cô có thiếu cái nào đâu. Ta chỉ cầm lên coi thì đã sao? Nếu như không phải tiểu thư ta tới kịp thì cô đã ăn rồi. Cô có bằng chứng không? Ta chỉ cầm lên xem thử thôi. Đối với hành vi cố ý hạ nhục người khác mà không có bằng chứng, không có tòa án nào chịu xét xử đâu. Mấy người biết không hả? Với lại, nếu đã không có phạm tội thì không thể phán ta có tội được. Biểu ca, huynh nghe chưa? Cô ta nói lung tung gì không biết nữa. Muội nghe hoài chẳng hiểu gì hết. Không biết đâu, huynh phải làm chủ cho muội. Muội mặc kệ cô ta là nha hoàn của ai. Muội muốn huynh đuổi cô ta đi ngay lập tức. Không cần đâu, bây giờ tự tôi đi được. Tôi mặc kệ mấy người, tránh ra. Biểu ca, ta không giúp được muội rồi. Bởi vì cô ấy không phải là nha hoàn của phủ ta, mà là khách của ta. Là khách. Khách đó. Như ý, tôi không nhìn lầm chứ? Vừa rồi biểu ca nở nụ cười. Tiểu thư, sao cô lại về đây? Nô tì tìm người khắp nơi, người làm gì vậy? Hỷ nhi, ta và cô quen biết nhau coi như cũng có duyên. Sau này nếu cô gặp nguy hiểm thì hướng về phía tây gọi tên ta 3 tiếng. Nếu ta nghe thấy nhất định sẽ tới cứu cô. Hôm nay chia tay, hẹn ngày tái ngộ, tạm biệt. Tiểu thư, cô không thể đi được. Người đi rồi Dương gia sẽ đánh chết nô tì. Cô đừng đi theo ta nữa. Ta khẳng định sẽ không ở lại một nơi như vậy đâu. Mất mạng như chơi. Nếu như cô thấy sợ thì hãy đi theo ta. Tiểu thư, cô không đi được. Nếu cô không chịu đi thì cứ ở lại đây đi. Đúng rồi, cô nói với A Quản giùm ta. Ta ra ngoài sắp xếp xong xuôi rồi sẽ về đó anh ấy. Tiểu thư, đừng đi theo ta. Tiểu thư. Dừng lại, Dương gia có lệnh không cho phép cô nương ra khỏi Dương phủ nửa bước. Nửa bước không được. Vậy một bước thì sao? Hay là hơn một bước? Đao kiếm trong tay họ chém sắc như chém bùn. Cô có muốn thử không? Hồi bẩm Dương gia, tiểu nữ rất cảm kích ơn cứu mạng của Dương gia. Nhưng vết thương của tiểu nữ cũng đã hết rồi. Có phải ta đi được rồi đúng không? Vết thương của cô đã hết rồi, nhưng vết thương của ta vẫn chưa hết. Nhưng ta đâu phải là đại phu, ngày giữ tôi lại có tác dụng gì chứ? Ai nói vô ích. Tôi, từ giờ trở đi, cô chính là nô lệ của ta. Cái gì? Cô có thể đi lại tùy ý trong Dương phủ, nhưng nếu dám bước ra ngoài sẽ giết không tha. Ngươi giữ người trái phép đó. Ngươi đang phạm pháp. Biểu ca, sao muội vẫn còn ở đây? Huynh mau nói rõ ràng, nha đầu đó rốt cuộc là ai? Ta đã nói rồi, là khách trong phủ của ta. Không thể nào. Trước giờ huynh luôn sống khép kín, làm sao có khách được chứ? Ý của muội là nha đầu đó mới nhìn đã biết là con gái nơi sơn giả, sao xứng làm khách của Lăng Kỳ Dương phủ được? Yến Nhạn, đây là Lăng Kỳ Dương phủ, có xứng làm khách hay không đương nhiên là do ta định đoạt. Nếu không còn việc gì thì muội về đi. Hôm nay ta rất bận, không rảnh chơi với muội. Biểu ca, người ta cố tình tới đây thăm huynh, còn chính tay làm món điểm tâm cho huynh. Tâm ý ta xin nhận, điểm tâm cứ để lại, muội về trước đi. Vậy muội xin phép. Đi điều tra cho ta, nha đầu đó rốt cuộc có lai lịch gì? Dạ.
Đám người cổ đại này cũng kỳ lạ thiệt. Mình đã che mặt đi rồi, đừng nói là đi đánh nhau, đến thở cũng không thở nổi nữa. Cậu đại ca, chúng ta không thù không quán gì với nhau, người tha cho ta đi mà. Với lại, ta cũng đâu phải là ăn trộm, ta đâu ăn trộm đồ của người đâu. Cậu đại ca, Thiên Long, quay lại. Đẹp trai quá đi. Cô nương, khiến cô sợ rồi. Thiên Long bình thường tính cách rất ôn hòa, có lẽ thấy ban đêm cô mặc hắc y, cho nên mới có ý nghĩ là cô ăn trộm. Tại hạ là Độc Cô Nguyên, xin tạ tội với cô nương. Không sao không sao. Còn chó hồi nãy là của huynh sao? Dễ thương lắm. Cô nương, nửa đêm tới đây để làm gì vậy? Có cần ta giúp gì không? Tại vì tối ta ăn no quá nên ra ngoài đi dạo một chút thôi. Đúng rồi, huynh là... Tại hạ Độc Cô Nguyên. Ý tôi là... Người đâu, cô gái đó chạy mất rồi. Tôi bận một chút việc, tôi đi trước nha. Hôm khác chúng ta gặp nhau. Đúng rồi, tuyệt đối huynh đừng nói cho ai biết chuyện chúng ta gặp nhau nha. Ta đi trước đây. Đúng rồi, ta tên Doãn Tình Nhu. Người đâu, cô gái đó chạy mất rồi. Doãn Tình Nhu, ta ở bên này đâu có chạy. Ta không chạy trốn. Nghe ngóng được gì rồi? Huynh ấy là người như thế nào? Tôi hỏi một hồi, cuối cùng cũng hỏi được giùm cô rồi. Độc Cô Nguyên mà cô nói chính là môn khách của Dương gia. Môn khách? Đúng. Tuy nói là môn khách, nhưng thân hơn huynh đệ nữa. Nghe nói Dương gia rất coi trọng ngài ấy. Tôi nói cho cô nghe, trên thế gian này có người nói chuyện được với tên mặt lạnh đó không quá 5 người. Độc Cô Nguyên là một trong số đó. Tôi nói rồi mà, mới nhìn là biết huynh ấy bất phàm, không phải người bình thường. Doãn Tình Nhu, bây giờ không phải lúc để mê trai. Không phải đã nói chúng ta cùng nhau tìm cơ hội để thoát khỏi đây sao? Bộ cô tính để tôi ở đây một mình vậy sao? Không phải đâu. A Quản, không phải tôi đắc tội với biểu muội của tên mặt lạnh đó rồi sao? Tôi sợ nếu không đi hắn sẽ giết tôi mất. Vậy sao cô lại về đây? Chỉ vì tên Độc Cô Nguyên? Đúng là mê trai đầu thai không hết mà. Tôi sai rồi, A Quản. Dù gì bây giờ cũng hết cách rồi. Huynh ấy với tên mặt lạnh cùng một dù. Tôi cảm thấy Tam Dương gia cũng rất đẹp trai. Sao cô không thích hắn? Tên mặt lạnh hả? Để dành cho anh đó. Tôi không muốn bị đông chết đâu. Tôi lại rất thích anh ta.